Vâng, thưa quý vị và các bạn, tôi vừa vào bãi đồng nát thì tôi lượm được hai cái ổ khóa này. Thì cô ấy thì cô đang mong muốn là làm lại chìa khóa cho ổ này. Còn ổ này thì tôi kiếm được, thì nếu như mà làm được chìa cho ổ này tôi sẽ đổi lấy ổ này. Ôi, ai đây? Khỏe không cô? Khỏe ạ. Ui trời ơi. Ôi. Đâu có bảo gì cơ? Cái khóa đây nó thay xem nó thay được khóa thay được sao? Đây cái khóa để dùng. Được không ấy? Hả? Chứ cháu cứ mang về thử làm cho cô nhá. Ừ. Rồi được rồi, có gì cháu sẽ ấy lại. Thế nhá. Khóa to khóa rất chắc. Ok, cứ thế nhá. Hẹn gặp lại cô nhá. Mày đã quay video. Vậy là ngày hôm nay tôi đã làm xong chìa khóa cho cô đồng nát và tôi đã đổi lấy được một ổ khóa. Không, cái đấy nói nhỏ thôi. Ok, kia anh đã khóa vừa bán vừa phá.